Thank you.
Tiểu sử Đức cha Giuse Nguyễn Quang Tuyến, ngày 20 tháng 9 năm 1945, ngày 24 tháng 9 năm 2006. Đức cha Giuse Maria Nguyễn Quang Tuyến sinh ngày 20 tháng 9 năm 1945 tại giáo xứ Đại Lãm, giáo phận Bắc Ninh, trong một gia đình nho giáo. Ngài là con thứ hai trong một gia đình gồm có 6 anh em, 4 trai và 2 gái. Thân phụ ngài là ông cố Giuse Nguyễn Văn Tô, một nhà giáo mẫu mực, dạy học từ năm 1945 trong các trường tư thục của các cha xứ. Cụ cố mất ngày 27 tháng 3 năm 1983 tại quê nhà. Bà cố là cụ Anna Nguyễn Thị Đẻ, một người mẹ đạo đức thánh thiện, luôn quan tâm dạy bảo các con thấm nhuần tin mừng và đã hiến dâng người con thứ hai cho Thiên Chúa. Ước mơ dâng trọn cuộc đời cho Chúa. Tháng 8 năm 1957, ngài nhập chủng viện Do An Hà Nội, nhưng đến năm 1960, do hoàn cảnh xã hội, trường chủng viện Hà Nội tạm ngừng. Ngài về với gia đình, vừa lao động vừa học tập ròng rã hơn 10 năm. Năm 1964, ngài học hết trung học. Trong thời gian này, ngài được Đức Giám mục Giáo phận Paulo Giuse Phạm Đình Tụng hướng dẫn, dìu dắt và bồi dưỡng thần học cùng với các thầy trong giáo phận. Ngài được chiêu chức linh mục ngày 16 tháng 9 năm 1974 trong âm thầm cùng với 7 anh em khác. Giáo phận rộng lớn gồm 12 tỉnh và gần 100.000 giáo dân. 15 năm trong sứ vụ linh mục, ngài luôn chu toàn trách nhiệm của một người mục tử nhân lành. Nhờ tận tâm với đoàn chiên nên ngài được tòa thánh chọn làm giáo mục phó với quyền kế vị. Lễ tấn phong vào ngày 25 tháng 1 năm 1989, ngài trở nên vị giáo mục người Bắc Ninh đầu tiên soi sắc giáo phận. Kể từ khi thành lập giáo phận Bắc Ninh năm 1883. Oh,
1994, Tòa Thánh bổ nhiệm Đức Cha Phaolô Giuse Phạm Đình Tụng làm Tổng Giáo mục Giáo phận tỉnh Hà Nội. Nên ngày 8 tháng 8 năm 1994, Đức Cha Phaolô Giuse nhận nhiệm vụ mới và trao trọng trách nhiệm cho Đức Cha Giuse Maria Nguyễn Quang Tuyến, chính thức coi sóc Giáo phận Bắc Ninh. Với lòng hăng say nhiệt thành yêu mến giáo phận, Ngài tiếp tục truyền chức linh mục huấn luyện chúng sinh, ban hành giáo, gây dựng các hội đoàn giáo dân như Dòng Ba, Mân Côi, Gia Trường, Ca Đoàn, Giới Trẻ và Thiếu Nhi Thánh Thể. Ngài thường xuyên đi kinh lý và thăm các xứ họ, nhất là các xứ họ đã lâu thiếu vắng linh mục. Ngài củng cố tinh thần giáo dân sống lời Chúa, gắn bó với chủ chân trong tinh thần cởi mở, yêu thương. Ngài đã lo lắng xây dựng cơ sở của giáo phận và tu sửa nhiều nhà thờ, nhà nguyện trong giáo phận bị thời gian chiến tranh tàn phá. Trong 17 năm với sứ vụ giám mục, Ngài đã tận tình chăm lo cho đoàn chiên. Khi bước sang tuổi lục tuần, Ngài đã nhuốm bệnh, nhưng Ngài vẫn âm thầm chịu đựng để yên lòng giáo đoàn. Ngài được quý cha vào giáo dân Bắc Ninh hải ngoại thu xếp 2 lần đi Hoa Kỳ chữa bệnh. Với lòng nhiệt tình của quý cha, quý ân nhân và y bác sĩ, nhưng bệnh của Ngài cũng không qua khỏi. Ngài đã được Chúa gọi về nhà cha lúc 6 giờ sáng ngày Chúa Nhật, ngày 24 tháng 9 năm 2006. Với 15 năm linh mục, 17 năm giám mục và hưởng thọ 61 tuổi, nguyện xin Thiên Chúa là cha giàu lòng thương xót và Đức Mẹ Mân Côi bảo trợ giáo phận cho Đức Cố Giáo mục Giuse Maria sớm về hưởng nhan Thánh Chúa. Chúng con tràn đầy hy vọng sẽ được vào nước trời
là nơi quy tụ mọi người chúng con. Chúng con cầu xin nhà Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Thank you.
tin mừng Roma ngày 29 tháng 9 năm 2006. Điện văn của Đức Hồng Y Ivan Diaz, Tổng trưởng Bộ truyền giảng tin mừng cho các dân tộc. Kính gửi Đức Cha Giuse Ngô Quang Kiệt, Tổng giám mục giáo tỉnh Hà Nội. Thưa Đức Cha, được tin Đức Cha Giuse Maria Nguyễn Quang Tuyến, giám mục giáo phận Bắc Ninh đã qua đời. Tôi xin Đức Cha chuyển tới các linh mục, tu sĩ nam nữ, chúng sinh và các tín hữu giáo phận Bắc Ninh lời chia buồn sâu sắc của tôi. Hiệp ý cầu nguyện với gia đình giáo phận, tôi nài xin Chúa là Cha rất rầu lòng thương xót đón nhận vị mục tử quảng đại và trung tín của chúng ta vào nước trời, và ban cho Ngài niềm vui, ánh sáng và an nghỉ đời đời. Thân ái Đức Hồng Y Ivan Diaz, Tổng trưởng Bộ truyền giảng tin mừng. Hội đồng Giám mục Việt Nam, Tòa Giám mục Nha Trang, Phân ưu Nha Trang ngày 25 tháng 9 năm 2006. Hội đồng Giám mục Việt Nam rất lấy làm đau xót khi được tin Đức Cha Giuse Nguyễn Quang Tuyến, Giám mục Giáo phận Bắc Ninh, thành viên của Hội đồng Giám mục Việt Nam vừa qua đời. Hội đồng Giám mục Việt Nam nay mất đi một thành viên trung kiên trong đức tin và giàu kinh nghiệm phục vụ. Hiệp cùng với các thành phần dân Chúa của Giáo phận Bắc Ninh, cũng là giáo phận sinh quán của Đức Cha Giuse, thay mặt cho Hội đồng Giám mục Việt Nam, tôi nguyện xin Chúa đấng giàu lòng thương xót cho Đức Cha Giuse mau được hưởng tôn nhan Ngài. Phaolô Nguyễn Văn Hòa, Giám mục Giáo phận Nha Trang, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam. Chúa là Chúa. Đức cô giám mục Giuse Maria của chúng ta đã luôn luôn muốn hiến thân, muốn tự hủy mình đi để phục vụ cho Đức Chúa và Hội Thánh. Ngài cũng đã bày tỏ tâm tình của mình qua những vần thơ: xin nguyện làm viên gạch dưới tầng sâu, làm chất đốt cho cuộc đời ấm lửa, làm phân bón cho cây đời tươi nhựa, quả chín vàng bát ngát những mùa sau. Lời Chúa trong sách ngôn sứ Isaiah: ngày ấy Chúa các đạo binh sẽ thiết đãi tất cả các dân trên núi này một bữa tiệc, và trên núi này người sẽ cất chiếc khăn tang bao trùm muôn dân và tấm khăn liệm trải trên mọi nước. Đó là lời Chúa. Người đã dẫn tôi đi trên đồng cỏ xanh, người đã dẫn tôi về bên làn dưới mây. Tôi đang mong hòa về của Thánh Gioan Tông Đồ: các con thân mến, các con hãy coi tình yêu của Thiên Chúa Cha đối với chúng ta thế nào, khiến chúng ta được gọi là con cái Thiên Chúa, vì thực sự chúng ta là con. Nếu thế gian không nhận biết chúng ta, chỉ vì thế gian không nhận biết người. Đó là lời Chúa. Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô
ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: lòng các con đừng xao xuyến, hãy tin vào Thiên Chúa và tin vào Thầy. Trong nhà Cha Thầy có nhiều chỗ ở, nếu không Thầy đã nói với các con rồi. Thầy đi để soạn chỗ cho các con. Và khi Thầy đã ra đi và dọn chỗ cho các con rồi, Thầy sẽ trở lại đem các con đi với Thầy, để Thầy ở đâu thì các con cũng ở đó. Đó là lời Chúa. Kính thưa Đức Tổng Giám mục Hà Nội, kính thưa quý đức cha, kính thưa quý vị đại diện chính quyền, quý vị đại diện các tôn giáo bạn, theo tâm lý tự nhiên, mỗi khi được tin một người thân vừa qua đời, chúng ta thường thấy hiện về trong tâm trí những hình ảnh, những kỷ niệm của người vừa tạ thế. Đức cha Giuse của chúng ta đã qua đời. Ngày 24 tháng 9 vừa qua, Ngài đã kết thúc cuộc hành trình trần thế giữa lúc còn biết bao dự tính, còn biết bao chương trình để xây dựng giáo phận Bắc Ninh. Chính giữa những dự tính và chương trình đó, Chúa đến nói với Đức cha Giuse rằng: hãy nghỉ ngơi. Và Ngài đã nghỉ ngơi trong Chúa. Ngài đã tin, đã đi theo, đã phó thác, đã dấn thân theo Đức Kitô. Chúng ta cầu nguyện xin Chúa đón nhận Ngài. Suốt đời của Ngài đã sống theo khẩu hiệu giám mục: xin cho họ nên mục. Đó là thao thức của Đức cha cố Giuse trong sứ mạng mục tử. Đó là những cố gắng dấn thân của Ngài để điều Đức Giêsu cầu nguyện với Chúa Cha được trở thành hiện thực. Anh chị em hãy cầu nguyện để nghi lễ của tôi cũng là của anh chị em được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận. Lạy Chúa, Chúa thật là đấng thánh, là nguồn mọi sự thánh thiện. Vì thế chúng con lại xin Chúa dùng ơn thánh thần Chúa thánh hóa những của lễ chính nhà người với người.
qua xin hơn nước. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa rất nhân từ, xin cho Đức Giám Mục chúng con là Đức Cha Giuse Maria được hưởng nhờ lòng nhân hậu của Chúa. Khi còn sống, Người đã rao giảng Đức Kitô là đấng người hằng tin tưởng, thì nhờ lễ tế này xin cho Người được cùng Đức Kitô muôn đời chia sẻ phần vinh phúc. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Một lần nữa, chúng con xin được tri ân Đức Tổng Giám Mục, quý Đức Cha, quý cha, quý nam nữ tu sĩ, tất cả quý ông bà, anh chị em đang hiện diện ở nơi đây trong tâm tình hiện nhất, trong tâm tình hướng về giáo phận trong khi mất mát người thân yêu. Đó là Đức Cha Cố Giám Mục của chúng con trong tâm tình hiệp nhất, nhiệt dâng thánh lễ, cầu nguyện cho Đức Cố Giám Mục của chúng con. Trong lúc tan ra bối rối, ban tổ chức chúng con không thể tránh được những thiếu sót. Kính mong quý Đức Cha, quý cha và tất cả một lời đại xá. Anh chị em thân mến, trước khi chia tay, chúng ta phải cùng nhau nói lên lời tiễn biệt Đức Cha Giuse Maria. Chúng ta hãy đem lòng kính cẩn và yêu mến mà phó dâng Đức Cha cho Thiên Chúa chúng ta, tin tưởng rằng có ngày lại gặp được nhau, ngày mà tình thương của Đức Kitô chiến thắng mọi tội lỗi, chiến thắng cả tử thần. Giờ đây chúng ta cùng mặc niệm nhớ lại cả con người, cả cuộc sống của Đức Cha Giuse Maria đối với chúng ta và đối với Thiên Chúa. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Cha rất nhân từ, chúng con xin phó dâng linh hồn Đức Cha Giuse Maria trong tay Cha. Xin cho chúng con được hy vọng chắc chắn Đức Cha Giuse Maria sẽ được sống lại cùng Chúa Kitô trong ngày sau hết, cũng như mọi người đã qua đời trong ơn nghĩa Chúa Kitô. Kính Đức Tổng Giám Mục Giuse Giáo Tỉnh Hà Nội, trọng kính quý Đức Cha, kính thưa quý bề trên, quý cha tổng đại diện, quý cha, quý cấp chính quyền, quý vị tôn giáo bà, kính thưa quý tu sĩ, các chúng sinh, quý cộng đoàn cùng quý khách giáo đường, toàn thể giáo phận Bắc Ninh chúng con bàng hoàng xúc động khi được tin Đức Cha giáo phận chúng con ra đi về với Chúa. Khắp mọi ngã đường, người người lớp lớp đổ về các nhà thờ, nhà nguyện dự thánh lễ cầu nguyện cho vị chủ chăn trong niềm xót thương vô hạn. Trong lúc tan sầu ly biệt, trong lúc đoàn chiên đang vơ vơ vì mất chủ chăn, trong lúc hàng vạn con tim đang xe lại, thì sự hiện diện của các đấng bậc và quý khách giờ này đã làm dịu bớt niềm đau mất mát, làm vơi nhẹ nỗi sầu biệt ly của chúng con. Giờ đây chúng con xin phép có đôi dòng tâm sự với Đức Cha chúng con. Chúng con nhớ Đức Cha, một vị mục tử chuyên cần và hy sinh. Chúng con nhớ Đức Cha, có những bữa cơm ăn không ngon, có những đêm giấc ngủ không tròn để canh giữ đoàn chiên. Chúng con nhớ Đức Cha, có những ngày dài tiếp khách quen ăn, có những trưa hè gặp gỡ quen nghỉ để giải quyết việc vội cần, có những đêm giải tội quên giờ vì lo chu toàn bổn phận. Đức Cha, còn đâu những ngày đại lễ, giáo dân từ khắp mọi miền trong giáo phận tuấn về để được nghe những lời dạy dỗ, thăm hỏi, thấm tình cha con. Còn đâu những ngày đi kinh lý lội suối trèo đèo mà nụ cười vẫn nở trên môi.
còn đâu nữa Đức Cha ơi, bao kỷ niệm, bao ân nghĩa, bao việc lành, bao tình thương xin đưa Cha vào cõi phúc. Bao gian khổ, bao hy sinh, bao chịu đựng bỏ lại cho đời Cha nghỉ ngơi. Chào biệt Đức Cha, đoàn con đau xót lắm Cha, nấc nghẹn trong tim chát môi rồi, sao Đức Cha vội về với Chúa.
đời.